hội thánh của người nghèo. Nhớ lại năm 2008, tức là cách đây hơn 12 năm, có một nhóm nhỏ anh chị em tín hữu cùng với một vài linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã trăn trở và thao thức đặt câu hỏi: thế hội thánh chỉ đứng bên lề hay hội thánh dẫn thân đồng hành với cuộc nhân sinh của con người trên thế giới, đặc biệt là tại quê hương Việt Nam này, một quê hương đất nước đang có bao vấn nạn chưa xót: chiến tranh, bạo loạn, khủng bố, diệt chủng, suy thoái, khủng hoảng kinh tế, ô nhiễm môi sinh ở mức độ vĩ mô toàn cầu, hẹp hơn thì có tham nhũng, hối lộ, bóc lột, kỳ thị, các tệ nạn hoành hành trong từng xã hội của thế giới này. Nhỏ nhất là phạm vi gia đình thì con người cũng bị sâu xé bởi bạo hành, ly dị, ngừa thai, phá thai, vân vân. Cuối cùng, trong trái tim con người ứa ra những giọt nước mắt tủi thân, gần như tuyệt vọng. Hội thánh không phải là một phong trào, cũng không phải giống như một chính phủ, không như một tổ chức quyền lực nào ở thế gian này cả. Hội thánh chỉ đơn sơ là một đoàn lữ hành của niềm tin đang dẫn bước trên đường, khoác trên vai chiếc ba lô là vốn liếng nhân sinh được tích lũy thu góp qua bao thời đại. Đến một lúc, hội thánh chợt nhận ra mình đã đến ngay vạch xuất phát, bước vào thiên niên kỷ thứ 3. Phải đi tiếp thôi. Nhưng hội thánh sẽ không được lầm lũi đi như một người mù lòa và cấm điếc, không được mang mặc cảm của một thành phần bị cách ly bên lề xã hội nữa. Hội thánh phải lên tiếng, vừa đi vừa tận tụy công bố tin mừng như một anh mõ làng, lại vừa quả cảm tiến lên như một người lính của tình yêu. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau, cùng học hỏi và trao đổi quanh nội dung các chương của cuốn Học Thuyết Xã Hội Công Giáo. Để rồi từ đó, hãy gặp ai hay làm việc gì, chuẩn bị cho một dự án mang tính xã hội nào đó, thì anh em chúng tôi đều lấy tinh thần của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo ra như một thước đo để đo nồng độ tin mừng, như một chiếc cân bàn để cân nhắc các mối tương quan người với người trong xã hội, như một máy điện tâm đồ để đọc cho được độ nhói đau của lòng xót thương trước các bi kịch cuộc đời. Chính trong tâm tình ấy, chúng tôi đã xem các bức ảnh, rồi đọc các bản tin về các dòng sông đang bị ô nhiễm bởi các công ty lớn. Chúng tôi đọc về những cuộc đình công của công nhân ở các khu công nghiệp và khu chế xuất. Xem ảnh về một Hà Nội và một Sài Gòn khốn khổ, ngập chìm trong biển nước. Về con số nạn phá thai tự ý hay bị gợi ý, thậm chí bị ép buộc, vẫn không ngừng tăng lên. Về những vụ án hối lộ tham nhũng đang được ngang nhiên lấp liếm. Về những đoàn dân oan đổ về thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn để khiếu kiện một cách vô vọng. Chính trong tâm tình ấy,
Chúng tôi rủ nhau, các bạn trong nhóm Fiat, cùng với một số các cha các thầy rong ròng đi thăm xóm ngô luộc bắp chiên của những người xa quê miền Bắc, chen chúc trong những dãy nhà ổ chuột ở quận Tân Phú. Chúng tôi sẽ nhớ mãi câu nói của một anh khá trẻ, người huyện Mỹ Đức, tội nghiệp. Anh ấy tưởng chúng tôi là phóng viên báo nhà nước, nên anh vừa rơm rớm nước mắt vừa khẩn khoản: "Chú ơi, chú là nhà báo, chú nói giúp chúng cháu với các cấp chính quyền. Xin đừng cấm vợ chồng chúng cháu đẩy xe ba bánh tự chế đi bán ngô luộc. Khổ lắm, ngoài quê chúng cháu toàn ông bà nội, ông bà ngoại và bốn đứa con nheo nhóc, chỉ biết trông chờ vào vợ chồng chúng cháu." Chính trong tâm tình ấy mà chúng tôi tạ ơn Chúa vì đã gửi đến cho Hội Thánh một con người như Thánh An Phong, đấng khai sinh dòng Chúa Cứu Thế. Dạo ấy ở Vương quốc Napoli thuộc nước Ý bây giờ, chưa hề có bản tóm lược học thuyết xã hội tôn giáo. Thế nhưng cái diệu cảm của Thánh An Phong về người nghèo bị bỏ rơi trong xã hội, bị đối đãi không xứng với phẩm giá làm người, đã là chính cái nhói đau chạnh thương của Chúa Giêsu ngày xưa. Dám xin hỏi, diệu cảm ấy có là chính cái trăn trở thao thức của Hội Thánh ngày nay hay không? Để kết câu chuyện đêm nay, chúng tôi chép lại một lời nguyện của cha Nguyễn Công Đoan dòng tên. Ngài đã sáng tác bài thơ này như một lời cầu nguyện từ trong nhà tù mấy chục năm về trước. Lời cầu nguyện: "Xin dùng con theo ý Chúa." Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa, làm chân tay cho người què cụt, làm lỗ tai cho người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa để đưa cơm cho người đói đang chờ và đưa nước cho người họng đang khô, đem thuốc thang cho người đang đau ốm, đem áo quần cho người đang trần trụi, đem mền đắp cho người rét đang run. Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, nâng phẩm giá cho kẻ đời trà đạp, đem tự do cho những kiếp đọa đầy. Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất thuận, đem yên bình cho kẻ sống âu lo, đem ủi an cho người đang sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem vận may cho người gặp rủi ro. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả,
cho mọi người được hạnh phúc an vui. Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài. Là Thiên Chúa, là tình yêu, là lẽ sống. Ngài cho con tất cả niềm hy vọng để tin yêu và vui sống trọn đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả, cho mọi người được hạnh phúc an vui. Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài. Là Thiên Chúa, là tình yêu, là lẽ sống. Ngài cho con tất cả niềm hy vọng để tin yêu mà vui sống trọn đời.